Hey mọi người, hôm nay lại đi đâu vậy ta? Hôm nay tự nhiên lại đây thấy đông người quá ghẹ vô anh trực. em đi đâu? Em cũng vô trực. À. Thì và đây là đội Hero Team. Và tôi đây. Wow. Và các bạn có thể thấy ở phía sau lưng mình đây đó là Ngô Đình Nam với lại là Sim. Rất xịn sò luôn các bạn ạ. À. Hôm nay gặp rất là nhiều người luôn. Đúng là đám cưới vui tiệc. Vô. Nhà mình vô. Hello, xin chào. Tới đây mày. Hello mọi người, hôm nay mình với lại Suna sẽ đi đâu vậy? Đi Đà Lạt. Đi Đà Lạt làm gì á? Đám cưới của tiên đồng ngọc nữ. Oh, tiên đồng ngọc nữ là ai? Cùng ăn với rau bạc đó. Bây giờ bọn mình sẽ đi phá đám cưới các bạn ạ. Hào anh. Đi ăn hay là đi phá? Lấy nhỏ thôi. Ok. Lấy nhỏ thôi đúng không? Bây giờ mình đi bao nhiêu tiền anh? Một cây vàng. Đi hai cây mình ra mình để cái tay. Ok. Có thùng tiền em với anh sẽ ngồi canh thùng tiền được không? Không, mình ăn đã rồi mình canh. Thì ngồi canh thùng tiền xong rồi người ta bỏ tiền nhiều vô rồi xong anh em mình lấy đi luôn. Thôi đi thôi mọi người. Cho. Anh đi Đà Lạt nha. Ăn cơm đi. Không biết tự tay. Thôi ăn cơm đi. Nhưng mà là mình sẽ tạm biệt cho anh Trong ở nhà. Hello mọi người, mình ừ. Kim Trong đây. Ừ, ai không biết á. Rồi. Không, có nhiều người không biết. Đúng, đúng. Ok, ta đi Đà Lạt đây, bye bye. Đi vô vậy nha. Ừ, bye bye. Cái gì vậy? Mẹ tôi ăn ói anh thôi. Ói hả? Xe xe hả? Ừ. Mai là không có make up á, trong thôi ói em hết mắt cà gà rồi. Ờ hả. Hay vô mọi người, bọn mình đã tới sân bay rồi nè. Đó, xin quầy vé thương gia cho mọi người. Đi thương gia thích không? Thích. Bọn mình đã mua xong vé rồi nè và bây giờ thì lên chuyến bay thôi. A few minutes later. Dậy em ơi, dậy. Ừ. Dậy tới rồi, tới Đà Lạt rồi. Đà Lạt trên xe hả? Thôi xuống, đi xuống. Rồi lên máy bay kìa. Ê, đẹp trai chưa? Bây giờ bọn mình sẽ lên máy bay. Ta-da. Và Suna khoái lắm. Đây nhiêu mọi người. Bọn mình đã lên máy bay rồi và đây là ghế ngồi của hãng thương gia các bạn ạ. Tí nữa mình khám phá ở trong đây nè. Và cái này để lau tay không được lau lên mặt các bạn ạ. Và bọn mình được mời một ly nước này nè. Không biết ly nước này uống sao, em uống thử thôi. Thôi ngon. Review như thế nào? Nó là nước suối, bỏ thêm chanh, bỏ thêm cái lá rau. Đây là cái chỗ để chân, để rất là êm nha mọi người. Còn đây là những tính năng chỉnh điện của ghế. Các bạn có thể nâng cao cái chỗ để chân nè, thụt vô, thụt ra nè, dài ra, dài vô nè, rồi ngã lưng ghế nè, rồi cái này là cái lưng nè, đôn lên cao hoặc thấp cái mở cái ghế ra. Bên đây cái chỗ đựng đồ nè, mình có thể mở ra, mình đựng lên đây. Còn đây là cái bàn ăn nè các bạn. Đây, ta kéo cái này ra, ta mở ra thành một cái bàn ăn rất là to, thoải mái. Có thể để laptop lên gõ xong rồi đóng lại. Đấy, xong bỏ vô đậy lại. Trời, rất chuyên nghiệp nha anh em. Phía bên này có một cọng gắn tai nghe nghe nhạc. Em, cổng trời và thung lũng em thích nhảy đâu? Hả? Hết đồng hồ. Em biết cổng trời và thung lũng anh thích nhảy đâu không? Nhảy đâu? Nhảy vào tim em. Hello. Chưa kịp ngủ nữa, tới rồi. Chưa kịp ngủ gì hết trơn, hết trời. Vậy là tới sân bay Đà Lạt rồi, không khí thế nào? Mát không? Mát mà, lạnh gì mà lạnh. Đúng, đúng. Let's go. Tối nay mình đi ăn cái gì đây? Bò nướng. Bò nướng hả? Ok. Bò nướng nha. Ok. A few minutes later. Em ơi, mình tới Đà Lạt rồi nè. Em có thấy Đà Lạt đẹp không? À, đẹp quá hả? Đẹp như thiên nhiên của chúng ta đó. Wow. Đúng rồi đó. Thế em hình như ở đây là Hồ Xuân Hương nè. Nơi này sẽ chứng minh tình yêu của chúng ta. Đúng là thành phố mộng mơ. Đây. Ở lộn thành phố mộng mơ. Người đàn bà ăn cơm con ố. Thế mọi người, bọn mình đã tới khách sạn rồi. Đây.
Đó. Ồ. Và Suna đây, và đây là cháu của Suna. Đây là khách sạn của mình. Let's go. Wow, và đây là khách sạn mình sẽ ở. Wow, cái chỗ này là chỗ nào mà chill dữ vậy nè. Ui, chill ha. Hơi bị chill nha mọi người. Rồi đây là mấy cái, một số cái bàn ăn. Và đây là cái gì đây, tôi cũng không biết nữa. Và đây là mấy em phục vụ xin tươi. Thì khách sạn có thêm một cái chỗ để chill nữa mọi người. Wow. Và đây, không biết là ở trên view nó sẽ như thế nào, mình chưa lên nữa. Em thấy gì trong đó không? Thấy một anh chàng đẹp trai. Và đây là phòng của mình các bạn ạ. Wow. Nhưng mà sao nó bé thế? Nhưng mà nhìn thiết kế nó rất là xinh các bạn ạ. Đây, trời ơi. Đây, thằng Tấn nó nằm đây. Đây là phòng tắm. Ui, có cái bồn nhỏ nhỏ. Ui, bên này có cái chỗ view này. Nhưng mà view này không đẹp cho lắm. Đấy. Rồi bên đây có cái giường. Ờ, dễ thương ha. Bên đây có cái cửa sổ nè các bạn. Đây, một khung cửa sổ nhỏ. Mở lên, chốt nó lại. Xong rồi mở cái này ra hả? Ồ. Hơi bị xinh đây mà. Xinh lắm. Các bạn theo chân mình, ở đây là một cái sảnh. Wow, em thấy sao em? Nhìn xịn sò không? Wow, thiết kế hơi bị xịn luôn các bạn ạ. Ở đây họ thiết kế có một cái kiểu giống như là một cái cửa sổ trời xuống. Mấy phòng là xung quanh như thế này. Thì cái màu sắc của cái khách sạn này hả? Ủa, ta đang đi đám cưới bạc mà, chứ có phải là đi review khách sạn đâu. Thôi đi, vô ngủ. A few moments later. Cha cha. Sau khi bọn mình lên đồ xong thì sẽ đi qua bên phía bên nhà bạc ăn nhạc sống các bạn ạ. Đấy, hai tụi mình lên đồ nè, nhìn ngầu không? Bà Suna lên đồ là nhìn không biết ai luôn á. Trời đất ơi, bọn mình đã tới chỗ đám cưới rồi. Chú rể của chúng ta, phía đầu kia là cô dâu các bạn ạ. Đây, cô dâu nè. A few minutes later. Hay không mọi người, bọn mình vừa mới ăn xong và bây giờ bắt cóc chú rể các bạn. Đây, và đây là chú rể của cô Ngân. Ui nhìn ghê. Ui sợ quá, sợ quá. Nhưng mà thấy ghê hả? Ở trong nhà cô Ngân á thì nhạc đùng 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 quá, mình không kịp quay cái gì hết đó. Bật nhạc lên nó đỡ ồn hơn nên là mình kịp quay. Nhưng mà không có màu gì hết luôn các bạn ạ. Và bây giờ thì bắt cóc chú rể. Và Ngân mà mệt lắm rồi á, chạy nguyên ngày rồi. Bây giờ ta bắt cóc chú rể đi. Các bạn ơi, mình chưa uống cái gì hết. Wow. Mình chỉ hơi say say thôi. Nhưng mà mình xài nước ngọt. Hey mọi người, bọn mình vừa mới bắt cướp xong và chuẩn bị đi phá đám cưới. Em đi đâu vậy? Em đi làm cô dâu, anh đi làm chú rể. Khi nào mình cưới? Mai nha mọi người. Và hai cái bà này mặc nguyên cái cây màu đen luôn. Ok ok ok. Ủa, Linh hôm nay đi đâu vậy? À, Suna đi hôm nay đi đâu? Đi ăn chợ. A few minutes later. Hello mọi người, mình đang trên xe tới nhà tiệc cưới, tới đó rồi mình sẽ quay cho xem. Lên ơi, khi nào cưới chồng vậy? Bao giờ mọi người cưới hết mọi người đến thôi em. Ok, ok đợi đi. Và đây là nhà hàng tiệc cưới. Đấy, chúng ta sẽ đi vào, có rất là nhiều YouTuber ở trong đó các bạn ạ. Hôm nay thì tôi sẽ đi vào coi ai bạn tôi sẽ đi kết nối các bạn ạ. Hey vô mọi người, và đây là đội Hero Team. Và tôi đây. Wow. Và các bạn có thể thấy ở phía sau lưng mình đây, đó là Ngô Đình Nam với lại là Sim. Rất xịn sò luôn các bạn ạ. Hôm nay gặp rất là nhiều người luôn. Đúng là đám cưới rất vui tiệc. Sau này mình sẽ đi đám cưới nhiều hơn các bạn ạ. Nếu mà có cưới lần sau đi nữa. Ê. Không, sau này có nhiều đám cưới khác thì mình sẽ đi nữa. Vô. Nhà mình vô. Hello, xin chào. Vô. Ủa, có thiếu ai không? Không biết. Tươi lên mày. Em qua cướp cô dâu đi, anh cướp chú rể. Từ bây giờ mày chính thức phải bị cầu. Đấy, cầu đi. Nè, tao cầm trước lên đi. Cầm rồi. Nè, đưa nè, đưa lên nè. Hey mọi người, hôm nay là đi đâu vậy ta? Hôm nay tự nhiên ở đây thì đông người quá, ghẹ vô anh trực. Em đi đâu? Em ghẹ vô trực. À, vậy là hôm nay bọn mình thấy tự nhiên ở đây đông vui quá nên lên đồ, sẵn tiền lên đồ nên vô đây ăn luôn.
không biết đâu. Đây mình đi vào mình chụp thôi. À chưa, chúc mừng cô dâu chú rể nữa chứ. Không biết, mình không biết cô dâu chú rể như thế nào, nhưng mà nói chung là tới đám cưới người ta thì phải chúc mừng xong rồi mới vô ăn được các bạn ạ. Đúng. Xin giới thiệu với em, đây là Điện Đội Cảnh Vệ YouTuber. Thì bọn anh đang đi làm vệ sĩ thì đột nhiên qua đây thấy vui quá nên là bọn anh ghé vào chơi luôn. Có thì mời không vậy? Không có. Nhưng mà bọn anh không có thiệp mời, nhưng mà sẵn tiện ở đây thì thấy cô dâu chú rể xinh quá nên là bọn anh chúc mừng cô dâu chú rể là trăm năm hạnh phúc. Phải là sớm sinh quý tử anh ạ. Đâu. Sớm sinh quý tử mà phải sinh đôi mới chịu á. Đó thì bọn anh lên đồ đẹp để chúc mừng cho hai đứa. Nói chung là giờ hai đứa cũng cưới rồi bây giờ. Nhưng mà vệ sĩ là đồ đẹp hơn kiểu chú rể này thì thôi. Thì cái đó là chuyện bình thường rồi. Thì công ty của chúng tôi á thì phải mặc đồ đẹp để mà đến những cái buổi tiệc nó thật là vinh hạnh như thế này, để làm cho cái không khí ở đây nó thật là sinh động và người ta nhìn vào cảm thấy là rất là hoành tráng không? Đấy, ok, cảm ơn cô dâu chú rể rất là nhiều. Một lần nữa bắt tay cô chú rể. Nói chung là chú rể hôm nay rất là đẹp trai, cô dâu hôm nay rất là đẹp gái. Nói chung là đây, xin mời các chàng vệ sĩ của tôi. Rồi, ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Let's go, đi thôi, vô. Anh chụp. Và đây là bạn của mình. Phía xa kia là bạn của Hero Team. Tí nữa mình qua bên đó giao lưu. Phía bên này có anh Phò, Nam Lợi, mình với là Suna, với Hải Hình Thảo La. Wow, hơi bị đẹp á mọi người. Các bạn ơi, mình uống có chung một chút bia mà mặt mình đỏ bừng luôn nè các bạn.
ơi, sẽ sợ luôn á. U là trời. Suna, anh xỉn rồi, bây giờ em hãy rước anh về nhà đi. Cho anh ngủ đây luôn. Người ta cưới rồi, bây giờ mình làm sao đây? Thôi chứ làm sao, chứ sợ. Cơm cơm đã. Ờ, như vậy thì bọn mình đã ăn xong tiệc cưới rồi, no không em? No. No quá trời luôn. Và bây giờ thì xin chào cô dâu chú rể, bọn mình phải đi về rồi. Anh bỏ thiệp mừng chưa? Hả? Quá đúng không? À, chú này, nó nhỏ nè. Chuyển khoản được. Rồi. Chào anh. Ủa? Chuyển khoản được không? Anh có số tài khoản rồi đúng không? Được, em có hay đọc báo không, quét mã QR rồi gì á. Thì rồi nãy anh tới anh tưởng đâu rồi có cái mã QR. À. Tưởng là mọi người sẽ để cái số tài khoản. Ờ à, đúng. Thôi đi về em ơi, mình chuyển khoản sau. Ăn no quá. Bye bye. Hey yo. Xong rồi, bọn mình đã ăn trực thành công. Bây giờ đi kiếm chỗ nào đông đông xong rồi đi ăn trực tiếp. Ok, let's go. À, tôi xỉn rồi các bạn ơi, tôi ngủ. Vợ ơi, lấy cho anh lon coca. Đi đâu á? Đi ăn bò. Đi đâu á? Đi ăn xài. Đi ăn gà. Đi ăn gì? Đi ăn gà. Gà gì? Gà 37 độ. Gà 37 ký. Ok, vợ chồng mình cho nó ăn cơm chó. Đêm nay bọn mình sẽ đi một quán nướng, đó là quán dưới tán thông. Hơi bị đẹp luôn các bạn ơi. Wow. Bạn Suna nè. Không gian quán này rất rộng nha mọi người. Ủa tôi đi đám cưới mà tôi tưởng là tôi đi review quán không á. Ở đây cũng có chỗ ngồi nè. Wow. Suna, em thấy quán này sao? Bà thấy quán này như thế nào? Nhưng mà đã ăn đâu mà chưa biết nó như nào. Đi lên lầu. Mọi người, mình đang ở ngay quán dưới tán thông. Và hiện tại thì ở đây rất đẹp. Nếu mà có cơ hội thì mình sẽ mua một căn nào đó ở đầu kia hoặc là đầu kia, hoặc là đầu kia, để mà ngắm cảnh các bạn ạ. Wow. Mình đã có dự định là sẽ mua một căn biệt thự ở đây. Và chắc là trong năm nay thôi nha mọi người. Được của nó đấy. Đây là hai bà đang bắt đầu đi chợ. Bạn ăn gì? Bạn ăn gì? Sao bò. Mì sao bò hả? Suna, ở Đà Lạt có lạnh không? Ở Đà Lạt không hề hạ lạnh. Em biết. Anh lại không có lạnh. Em biết nơi nào ở Đà Lạt là ấm nhất không? Có. Nơi nào? Ở đây nè. Yêu chục chục chục. Gây. Ganh tị kìa, gia đình ganh tị kìa. Trời. Các bạn ơi, nãy mình quên là đáng ra đồ ăn lên thì bọn mình sẽ quay. Mà ai ngờ ăn xong rồi bọn mình mới quay. Mà Suna là ăn nhiều nhất. Ăn như heo luôn. Tao có ăn gì đâu. Đó anh, em dành hết nồi lẩu, em kéo nồi lẩu về cho em nè. Em giờ tao ăn gì đâu. Hay mọi người, thì mình không biết sao nha, nhưng mà cái không khí ở Đà Lạt á, nó làm cho mình cảm thấy rất là thoải mái. Mình đang tính là sắm một cái ngôi nhà ở trên đây. Thì rồi nãy mình có nói với các bạn rồi đó. Nếu mà các bạn nào mà có đi Đà Lạt thì cũng có thể ghé qua cái quán nướng này, cũng rất là ngon. Và cái chiều ở đây cũng rất là đẹp luôn các bạn. Nếu mà các bạn đi thì nên đi vào buổi chiều, nó đẹp hơn. Còn buổi tối nó, đây, buổi tối nó sẽ như thế này nè. Có cây thông thì nó sáng nhất à. Rồi nãy mình đi qua bên kia, mình nhắm được một căn biệt thự ở bên kia. Đây, hình như là căn này các bạn. Đấy, căn này có một cái góc view rất là đẹp các bạn. Ở đây đồ nướng thì cũng rất là ngon. Tôi no rồi, tôi đi về ngủ thôi. Ăn xong chưa Suna? Tạm thời là xong rồi. Ăn riết rồi, cái mặt béo. Cái mặt này thấy ghét luôn á. Chó nó đực con chó nó nằm trong cái mì không thèm nhai. Ăn nữa không? A few moments later. Bây giờ bọn mình đi về rồi các bạn ạ. Sau khi mà ăn chất đám cưới xong, bọn mình đi về. Và đây là phòng thương gia dành cho khách. Và Suna bà đang ăn táo nè. Đây, tất cả những cái này là của bà đó. Còn phía này là quầy đồ ăn. Các bạn có thể ăn thoải mái, ăn bất kỳ cái gì mà các bạn thích. Bọn mình cũng như hôm qua cũng có nói rồi. Bọn mình đang tính là mua một căn ở trên núi này nè các bạn. Trồng rau và nuôi heo. Đúng rồi, trồng rau và nuôi con heo này nè các bạn. Heo ăn nhiều nè. Ăn mà bay hết son, bay hết phấn luôn.